với chủ đề gắn kết chia sẻ cùng thành công, Hội chợ Thương mại Quốc tế 2019 đã khai mạc sáng nay tại Hà Nội. Hội chợ thu hút sự tham gia của 500 doanh nghiệp đến từ 23 quốc gia với nhiều sản phẩm đa dạng, phong phú. Như lần đầu tiên, Nga mang tới hội chợ những sản phẩm đặc sản như sữa, hạt hướng dương, thức ăn khô dành cho gia súc. Cuba với dòng sản phẩm thuốc hỗ trợ điều trị bệnh nhân ung thư. Đặc biệt, hội chợ lần này còn có sự xuất hiện của các doanh nghiệp thương hiệu quốc gia Việt Nam như Yến Xào Khánh Hòa, Nấm Linh Xanh Quảng Nam. Nhằm tìm kiếm cơ hội xuất khẩu, hội chợ dự kiến kéo dài đến ngày 14 tháng 4.